Alo, xin chào anh em nhá. Bây giờ anh em hôm nay ngày chủ nhật đó, đi mua loa. Đó. Đây loa đây. Đó, anh em xem luôn. Rồi, anh em bây giờ mua xong rồi đó. Anh em đang đi uống trà sữa. Đây trà sữa đây. Được, hai bác đẹp trai luôn. Uống trà sữa mới mua loa xong rửa này. Rửa loa uống trà sữa. Đó là Blinky. Cà phê hầu nhá. Cà phê đây anh em đi thường xuyên ngon lắm. Đây. Anh em muốn đi cà phê này là ngã tư á, ngã tư Đinh Tiên Hoàng với Phan Đình Phùng á. Đây, quầy. Đây là Tuấn đẹp trai. Hello. Cái gì mới? Không, không, không.